Khi nào lại đánh trận, mọi người cứ yên tâm. Chu Mỗ, để canh giữ sau lưng mọi người. Vậy ta phải nhận lệnh làm tiên phong. Được. Hội tiên lâu. Hay, hay lắm. Hội tiên lâu náo nhiệt thế. Không biết hôm nay tiên sinh kể chuyện, kể chuyện gì nữa. Hay lắm. Nếu không phải kể hoàng đế Tường Di và công tử Văn Thuần thì là truyền kỳ Vũ Liệt Dương. Nói về đi. Đi. Lần này kể đến Cố Trần Thị chặn đường kêu oan, cuối cùng Viên đại nhân cũng lộ sơ hở, gian thần hiện hình. Chuyện kể rằng năm xưa vị tước gia này phụng chiếu giả chết dưỡng bệnh, thật ra không phải dưỡng bệnh thật, mà là lo sợ chuyện mình đố kỵ hiền lương mà giết hại trung thần sẽ bị bại lộ, nên cố tình học chuột tránh mèo, rút trong một góc tối tăm. Viên đại nhân này một mặt thì nịnh nọt bệ hạ, một mặt thì giấu mình. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính. Cố Trần Thị cáo trạng giữa đường, máu văng ba thước, cuối cùng làm ầm ĩ chuyện nhiều năm về trước. Đến chỗ Đình Úy. Ai vậy? Quan đường. Vị hảo hán này, không chỉ có một mình ta đang kể chuyện này, trong kinh thành ai cũng nói vậy. Sao hảo hán lại trút giận lên ta? Đám kể chuyện các người to gan tày trời, dám bôi nhọ cả trọng thần triều đình, có biết tội không? Mấy hôm trước Cố Trần Thị kêu oan giữa đường, bà cháu chết cả. Chuyện này đã truyền khắp kinh thành. Mấy ngày nay người ta đã nói chán rồi, nghe chán rồi. Lẽ nào trong kinh thành này ai cũng có tội ư? Ngươi, Hải Thị, thân phận ngài khác biệt, đừng manh động. Bệ hạ, Phương Hải Thị xin gặp. Bệ hạ, có chuyện gì? Bệ hạ sai người tìm kiếm thân thích. Trước mắt, tình hình trong kinh phức tạp, Tế Phong Quán giúp lễ bộ làm việc, sợ là không đủ nhân lực. Thế nên, thần muốn được tạm thời điều đến Trung Vệ Quân. Ý ngươi là, Trung Vệ Quân đều là đám vô tích sự, thiếu ngươi là không được à? Thần không dám. Dáng này thật là. Bệ hạ từ từ đã. Nếu bệ hạ đặt quân cờ ở đó, quân đen sẽ chỉ con đường chết. Ngươi dám đoán ý trẫm? Thần không dám. Vậy ngươi nói xem, tại sao ngươi lại cho rằng trẫm muốn quân đen thắng? Bệ hạ không muốn quân đen thắng. Bệ hạ chỉ mong dán cờ này hòa. Nay người để hai bên giằng co nhau chỉ là vì muốn giết thời gian. Nếu một trong hai bên thắng quá dễ dàng thì chẳng phải nhàm chán lắm ư? Thú vị. Đứng lên đi. Đa tạ bệ hạ không chê. Trẫm phê chuẩn yêu cầu của ngươi. Một là ngươi vốn dốc sức cho Tế Phong Quán. Hai là Giám Minh là ân sư dạy nghề của ngươi. Trước mắt hắn dù sao thì ngươi ở kinh thành san sẻ cho Giám Minh là chuyện tốt. Qua vài hôm nữa sẽ đón con gái của Nhiếp Phi vào cung. Nếu thân phận của cô ta không phải là giả thì còn phải mở tiệc. Đến lúc đó mọi việc đều động sắp xếp, đều do Giám Minh giao cho ngươi. Cũng để ngươi rèn luyện thử. Phòng quân cơ tả vệ. Công gia, không sao. Hôm nay con gặp bệ hạ, xin ngài ấy điều con đến Trung Vệ Quân. Con nghe Trác Anh nói
trong cung thiếu người, nên đi xin bệ hạ điều con về phụ trách thủ vệ trong cung. Chuyện này coi như chưa xảy ra. Sáng mai con theo Thang Cận Tự về Hoàng Tuyền Quan. Con không về đâu. Hoàng Tuyền Quan không phải nơi con nói về là về. Nói không về là không về. Chỉ là tạm thời điều động. Con không nghe lời ta nữa sao? Sư phụ muốn con ở Hoàng Tuyền Quan bao lâu nữa? Hoặc là sư phụ muốn con trốn ở nơi đó bao lâu nữa? 1 năm hay 10 năm? Hay là đợi sóng gió Cố Trần Thị qua đi? Sư phụ muốn con trốn ở đó cả đời sao? Chuyện này không liên quan đến con. Con ở thành Thiên Khải cũng được, ở Hoàng Tuyền Quan cũng xong, đều sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Thế tức trong mắt người, con có ở bên người hay không, đối với người đều như nhau. Phải, đối với con thì khác. Con muốn ở bên người, chứng minh sự trong sạch của người. Không cần con nhúng tay vào chuyện của ta. Con cứ nhúng tay vào đấy. Đừng vì bình thường ta khoan dung với con mà ngang bướng như thế. Khoan dung, mọi việc giữa con và người chỉ là thế thôi sao? Phải. Lúc trước người ngàn dặm xa xôi đến thành Lan Tư cứu con, con bị thương nặng. Người bất chấp nam nữ khác biệt mà mắm thuốc cho con. Con thích ăn kẹo hoa quế, người không ngại xa xôi dặn dặm đưa đến quan ải cho con. Con nhớ quê nhà, người cùng con về quê gặp mẹ con. Con rơi xuống biển, người liền nhảy xuống theo. Tất cả những chuyện này, tất cả những chuyện này đều là tình cảm sư đồ. Vậy vì sao người lại hôn con? Trong lòng người có con, vì sao lại cứ đẩy con ra? Con muốn ở bên người. Xin lỗi. Vốn dĩ ta tưởng rằng mình đã cách người rất gần rồi. Không ngờ là tự ta ảo tưởng mà thôi. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.